anh lập bản kê luôn đi. Anh nhập kê cái này thôi, còn kê bây giờ anh đi bỏ lấy thùng nó đóng được luôn. Thế xuống dưới là thùng này, thùng này có thùng này. Cứ làm đấy. Đợi đợi xíu bác sĩ vừa đi ra ngoài, em chỉ là bên phụ thôi. Bác sĩ là đi ra ngoài chút. Em bên phụ. Anh chụp hình rồi.